Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị xe mới vừa lấy về. Đây là chiếc xe Honda phổ thông rất là quốc dân nha các bạn. Honda YS 110. Honda YS 110 còn riêng nguyên bản nhưng mà nó cũng có chày, có tài sơn. Bởi vì xe người ta đi thì người ta chủ yếu là phương tiện đi lại để đi nơi dễ trốn các bạn. Nên người ta không có chú ý anh thức lắm, nhưng mà cái xe nó cũng còn khá là liền lạc và nó riêng nguyên bản. Quan trọng là nó riêng nguyên bản và giấy tờ nó nghiêm chỉnh đầy đủ thì chúng ta làm cái phương tiện để đi lại ngon lành cạnh đào là được. Đây, em này mang biển số là 54L48252 và với chiếc xe này máy móc cực kỳ êm này thì mong muốn bán chiếc xe Honda YS này, YS 110 này là với giá là 8.300.000. Xe bình đề đầy đủ máy móc, em đu giấy tờ nghiêm